Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn nha. Cái giản đây, cái giản đây xe cấn cái này ra trên nhà hãy cũng cần chứ có mỗi một cà Bây giờ mình đi tô màu sau nha các bạn nha.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô mỏ nha các bạn.
Vậy là mình lấy tô màu xanh nhé các bạn.